Niệm Phật, kính thưa quý Phật tử. Đức Phật dạy, niệm Phật là sống như Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật. Niệm Pháp là sống đúng như Pháp, tu tập đúng như Pháp, chứ không phải tụng kinh. Niệm Tăng là sống hòa hợp như chúng Tăng, không chống trái nhau, chứ không phải trai Tăng cúng giảng lại lễ các vị Tăng để cầu phước báu. Niệm giới là sống đúng phạm hạnh, không hề vi phạm giới luật và không phạm một lỗi nhỏ nhặt nào chứ không phải hàng tháng vào ngày 30 và ngày rằm cùng nhau tụng giới. Nghe dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới thì các nhà học giả kiến giải theo chữ nghĩa mà giải thích ra, niệm là đọc lầm thầm trong ý như câu. Nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni hay nam mô ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh tốc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Niệm như vậy là niệm không có nghĩa gì cả, không có sự giải thoát gì cả. Ở đây, Đức Phật dạy niệm tức là sự tư duy Phật, pháp, tăng và giới để chúng ta thấu triệt Phật, pháp, tăng và giới hàm nghĩa giải thoát như thế nào. Để chúng ta noi theo đó mà thực hiện sống và tu tập đúng như Phật, như pháp, như chúng thánh tăng và như giới luật đã dạy. Có hiểu biết và tu tập như vậy thì mới có giải thoát thật sự. Còn niệm danh hiệu Phật, Tụng Kinh, Cúng Giàng Trai Tăng và Đành Lễ Chư Tăng và Tụng Giới. Dù có niệm Phật, Pháp, Tăng và Giới như vậy cho đến muôn kiếp ngàn đời thì cũng chẳng có giải thoát được chút nào.